chấn động, tiên tri tiết lộ, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nam mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025, biết được thiên cơ, gặp thời đổi vận giàu sang, làm một hưởng 10, trúng số độc đắc, tiên tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý bản mệnh luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nam mạng, được tiên đoán là có rất nhiều cơ hội và may mắn trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, khó khăn cũng sẽ đi kèm với đó, chính vì vậy mà con giáp này cần phải cẩn thận hơn, nghiêm túc, cố gắng hơn trong công việc của mình. Đặc biệt, nếu như nam mệnh tuổi Mậu Ngọ xem hết video này thì ắt sẽ cải biến được số phận, thay đen đổi đỏ, hóa hung thành cát, trúng số liên tiếp, phát tài đổi vận mà giàu có hơn người, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, năm 2025 tới đây, tuổi này làm sao có thể vượt qua được mọi gian nan, thử thách ngoạn mục đến như vậy, cơ may nào đến với bản mệnh? Vận trình Mậu Ngọ nam mạng sẽ biến động ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Mậu Ngọ, hay còn được gọi với cái tên khác là cứu nội chi mã, tức là con ngựa ở trong chuồng, Nam Cung Cấn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh. Năm sinh dương lịch, từ mùng 7 tháng 2 năm 1978 đến 27 tháng 1 năm 1979. Năm sinh âm lịch, Mậu Ngọ, thiên can Mậu, tương hợp quý, tương hình nhâm, giáp. Địa chi Ngọ, tam hợp, dần Ngọ Tuất, tứ hành xung, ý Ngọ Mão Dậu. Mạng thiên thượng hỏa, lửa trên trời, khắc xa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con ngựa, tướng tinh con heo, Phật bà quan âm độ mạng. Người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, có tính cách khá mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng khá ấm áp. Người tuổi này luôn chứa đựng tấm lòng cao cả, trong cách ứng xử với người xung quanh, bản mệnh cũng có những tham vọng và luôn sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, những người cầm tinh con ngựa là loài vật hiện đại cho sự đại diện giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện. Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mang mệnh hỏa, là người ấm áp nhưng đôi lúc cực kỳ nóng nảy. Mậu Ngọ khá cứng đầu, khi tức giận thì có khuynh hướng không làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình. Mậu Ngọ với nạp âm hành hỏa, do can Mậu Thổ, ghép với chi Ngọ hỏa, chúng ta có hỏa sinh nhập thổ, tức chi sinh can. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Dù cho năm xung tháng hạn, có gặp nguy nan, nhưng vẫn dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Mậu Ngọ có nhiều hỏa tính trong tuổi. Khi hỏa vượng hay suy vào lúc lớn tuổi, các bộ phận như tim mạch, ruột, miệng dễ có vấn đề nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Mậu Ngọ thuộc mẫu người có đầy đủ hai đức tính của can Mậu, cứng rắn, trực tính, nóng nảy, đầy tự hào, càng đi xa nơi sinh trưởng càng có lợi. Và chi Ngọ chịu ảnh hưởng của chòm sao hai sư Leon Leo, nằm ở phía nam hoàng đạo, nhanh nhẹn, phóng khoáng, nhiều hoài bão, mang chí lớn nhưng không bền chí, rất khỏe mạnh, thích sống đời tự lập, ham vui, mau quên, mau chán, bất khuất, ngang tàng, nhưng cũng biết phục thiện, ít khi muốn hợp tác với ai vì tính tự kiêu. Người Mậu Ngọ phần lớn nhiều tham vọng, thích làm chuyện đại sự, nhưng thiếu quyết tâm và dễ nản, ít kiên nhẫn, thường xung khắc với cha mẹ, đôi khi về già khắc cả với con cháu. Sinh vào mùa xuân, mùa hạ thì hợp mùa sinh, mùa đông ít thuận lợi. Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ, buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải sai lầm, thất bại không đáng có bởi sự chủ quan, nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt, có địa vị, quyền lực trong xã hội. Thời còn trẻ, những người này ham học hỏi và khám phá những điều mới mẻ, họ ít khi dành thời gian ở nhà, luôn đi xa để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Mậu Ngọ thiên thượng hỏa, là lửa mặt trời. Trung tâm của vũ trụ là quả cầu lửa khổng lồ với năng lượng vô hạn hàng ngày tỏa sáng, cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế, mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Những người sinh năm Mậu Ngọ luôn sống nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, tuy nhiên họ lại là người thẳng tính nên nhiều khi dễ làm mất lòng người khác. Có rất ít bạn thân nhưng vì có tấm lòng độ lượng, hào phóng sẵn sàng giúp đỡ người khác nên tuổi Mậu Ngọ có tinh thần độc lập cao, sớm lập được sự nghiệp riêng cho mình. Nhiều ví dụ cho thấy
Người tuổi Mậu Ngọ thời trẻ thường xa gia đình, dù ở nhà tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Mậu Ngọ luôn lạc quan, cho dù gặp phải khó khăn, thất bại, do vậy, họ sẵn sàng quên đi quá khứ để hướng về tương lai, làm lại từ đầu tạo dựng sự nghiệp. Trong quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn, họ là những người chân thành, đáng tin cậy, đúng sai phân minh rạch ròi, lòng dạ rộng rãi, luôn là người tiên phong giải quyết vấn đề khó khăn. Xét về năng lực phấn đấu, Mậu Ngọ sinh vào ban đêm thì cư xử khéo léo hơn, Mậu Ngọ sinh vào ban ngày nóng nảy, gấp gáp và mưu cầu công việc hơn. Mậu Ngọ có thể kiếm tiền bằng nhiều nguồn, họ có thể là một chính nhân quân tử, làm việc kiếm tiền ngay thẳng, hoặc có thể kiếm tiền một cách bất ngờ, táo bạo và thiếu ổn định. Với cá tính nóng vội và thiếu kiên nhẫn, hành động quá nhanh nên hay gặp thất bại, có cảm giác là không gặp thời. Mậu Ngọ nếu muốn thành công thì không nên làm việc quá hấp tấp, vội vàng, không nên quyết định quá nhanh, quá táo bạo, nên vận dụng sự mềm dẻo, chậm mà chắc. Mậu Ngọ rất thích hợp với những công việc mang tính chất thể thao, vận động. Bước sang trung vận, được sự giúp đỡ của những quý nhân, họ sẽ nhận được những cơ hội lớn trong sự nghiệp, dù khó khăn, cũng dễ dàng vượt qua. Xét tổng quan tử vi năm 2025, tuổi Mậu Ngọ, nam mạng. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, là 48 tuổi âm lịch và 47 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Mậu Ngọ theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu gặp Ất là bình hòa, xuất hiện một số cơ hội trong sự nghiệp, có thể là do anh em, bạn bè mang lại, nhưng sự thành hay bại vẫn phụ thuộc chính vào sự nỗ lực của bạn. Nên bản mệnh có kế hoạch và phương án cụ thể cùng với tâm huyết bỏ ra, đừng trông chờ quá vào sự giúp đỡ của người khác thì ắt sẽ nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ Mậu Ngọ nhé. Xét về địa chi. Địa chi của tuổi là Ngọ, gặp địa chi của năm là Tỵ, chủ về quan hệ bình hòa, năm này mọi công việc tuổi Ngọ dự báo không có những đổi mới, mưu sự lớn nhỏ dựa vào chính mình, bản thân quyết định thành bại chứ không phải yếu tố bên ngoài tác động. Trong năm nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là đương số chủ động thay đổi để nắm bắt hay không mà thôi. Xét về ngũ hành. Hai hành hỏa gặp nhau, thúc đẩy tài khí vượng, tài lộc dồi dào, xuất hiện mối làm ăn lớn, quan chức gia tăng bổng lộc, con cháu được nhờ vả. Gia đạo có chút bất ổn, chủ yếu do bản mệnh quá bận rộn với công việc mà không có thời gian cho người nhà, nếu sắp xếp được gia đạo lại sớm ấm êm trở lại. Tiểu kết, bước sang năm 2025, vận khí của nam mạng Mậu Ngọ được dự báo là sẽ có bước tiến triển mới, công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng, tiền bạc đều rất dư giả. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ, dù nắm giữ chức vụ nào thì bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu mình đã đặt ra. Thể trạng có phần giảm sút, cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng hợp lý, thì tình trạng mới sớm có cải thiện, tình cảm tốt, có tin vui trong gia đạo. Thứ hai, xem tử vi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Nam mạng theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Mậu Ngọ nam mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu còn được gọi là Phúc Lộc, là một trong những sao thuộc nhóm Cửu Diệu tinh, một loạt sao chiếu mệnh mà mỗi người trong đời đều phải trải qua. Sao Thủy Diệu có tính chất là sao vừa hung vừa cát, tuy nhiên cát nhiều hơn hung, vì vậy nó là sao chủ về tài lộc, hỷ hay còn gọi là Phúc Lộc tinh. Người có sao chiếu mệnh này thường có cơ hội thăng tiến trong công danh và sự nghiệp, cũng như sự dư giả về tiền bạc. Tuy nhiên, sao Thủy Diệu cũng có một số khía cạnh không lợi, đặc biệt đối với nữ giới. Nó có thể mang đến những rủi ro liên quan đến sông suối và ao hồ, do đó cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp cận môi trường nước. Xét về ngũ hành, sao Thủy Diệu thuộc ngũ hành Thủy, điều này khiến những người có mệnh Mộc và Kim khi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh sẽ có nhiều may mắn và suôn sẻ trong công việc. Tuy nhiên, nếu gia chủ là người mệnh hỏa, sao này có thể không mang lại lợi ích tốt nhất, do đó cần phải hóa giải để có một năm bình an. Tóm lại, sao Thủy Diệu là một sao với tính chất phức tạp, mang đến may mắn và cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và hóa giải khi gặp phải những khó khăn. Nó là sao tốt, hợp cho những người mệnh Mộc và Kim. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh Thổ không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn được may mắn về tài lộc, đi làm ăn xa dễ thành công rực rỡ. Tuy nhiên, trong làm ăn, buôn bán, cần giao dịch rõ ràng, giữ lời nói cẩn thận để tránh cãi vã và lời đồn thị phi. Sao Thủy Diệu tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ,
Về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục chớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai, văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người, tang khóc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lầm mà nguy. Năm 2025, tuổi Mậu Ngọ nam mạng, được sao thủy tinh chiếu mệnh thì sẽ tìm được hướng đi mới trong con đường công danh, sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng tiến, được trọng dụng và mọi người yêu mến. Những người có ý định khởi nghiệp sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong thời điểm này, mệnh chủ sẽ có nhiều cơ hội mới. Để tăng thêm nguồn thu nhập, có thể được tăng lương hoặc tìm được một công việc tay trái để sinh ra thêm tiền. Nếu đầu tư hoặc làm ăn xa thì sẽ kiếm được nhiều tiền và thành công hơn. Nếu được chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều niềm vui, hạnh phúc, tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp. Nếu như còn độc thân, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ được vui vẻ, gia đạo bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong năm đương số được sao Thủy Diệu chiếu mệnh là tốt, nhưng vẫn sẽ dễ gặp phải một số thị phi, rắc rối nhỏ khó tránh khỏi, như khẩu thiệt thị phi, mất đồ hao của, hạn sông nước. Do vậy, song song với thu tài vận, người được thủy tinh chiếu mệnh nên chú ý hành thiện tích đức, có như vậy, công đức mới bền, bù lại các năm sao hạn tránh được tai ương, mệnh chủ cũng nên tránh qua sông, qua đò, hạn chế đường biển. Thứ ba, xét tử vi nam mạng tuổi Mậu Ngọ, theo niên hạn là hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh là hạn gì? Mỗi năm của đời người ứng với một niên hạn chiếu mệnh. Có năm may mắn, có năm xui xẻo hơn, tùy thuộc vào niên hạn bản thân gặp phải mà bạn biết được trong năm xảy ra ít hay nhiều tai ương, mức độ nặng nhẹ ra sao, từ đó tìm cách hóa giải nhằm giảm đi điều xấu, mang lại điều may mắn trong cuộc sống tương lai. Và trong cửu diệu niên hạn thì thiên tinh là một tiểu hạn, chủ về tai tiếng, thị phi. Năm nào gặp hạn này cũng ít nhiều gặp chuyện rắc rối, mâu thuẫn trong giao tiếp, nhẹ thì lời qua tiếng lại, buồn vui trong các mối quan hệ, còn nặng thì tranh cãi, đánh nhau, rồi dắt nhau ra tòa, kiện tụng. Trong năm hạn thiên tinh, nhất định bạn phải đối diện nhiều chuyện tai tiếng, dù bản thân đã rất cẩn thận và đề phòng, nhưng vẫn không tránh khỏi. Tuy nhiên, vẫn còn may mắn so với các hạn khác, hạn này chỉ mang tiếng thị phi, một thời gian sẽ xóa bỏ, chẳng quá nguy hại đến sức khỏe, tính mạng. Những ảnh hưởng của hạn thiên tinh trong năm 2025. Mặc dù tiểu hạn thiên tinh không quá nguy hại đến cái chết, nhưng chính những mâu thuẫn, xung đột khiến các mối quan hệ ngày càng xa cách, cuộc sống dần trở nên cô lập và lẻ loi. Người xưa vẫn có câu thơ như sau để miêu tả về hạn thiên tinh. Thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Luận giải câu thơ viết về hạn thiên tinh ở trên như sau. Khi gặp năm có vận hạn này, đương số dễ bị gặp những rắc rối có liên quan mật thiết đến luật pháp, sự nghiệp ảnh hưởng. Rắc rối này có thể là bị kiện cáo, nặng hơn thì bị truy tố, xét xử và mang án phạt, thậm chí là đi tù. Ngoài kiện cáo ra, một dạng tai nạn trong câu thơ trên, đó là tai nạn xảy ra về ban đêm. Dạ tai với chữ giả có nghĩa là đêm, tối, tai nạn xảy ra về đêm, thường là gặp phải trộm cướp, ngã khi trời tối. Ngoài ra, hạn thiên tinh còn có ý nghĩa chủ về bệnh tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng hơn có thể bị ngộ độc, phụ nữ có thai dễ bị sảy thai, hư thai. Nhiều người khác có thể bị té ngã từ trên cao, do leo trèo hay với tay lấy các vật trên nóc tủ. Như vậy, hạn thiên tinh khá gần với các bộ sao hóa kỵ, cự môn, điếu khách có trong tử vi đầu số, cả ba bộ sao này đều chủ yếu, dễ bị té ngã, gặp tai nạn giao thông. Ngoài ra, sao hóa kỵ chỉ các loại hóa chất độc hại có trong thực phẩm, nên nguy cơ bị ngộ độc khá cao. Ngoài sức khỏe và sự nghiệp, khi chịu hạn này, người ta thường phải đối diện với nhiều áp lực tinh thần trong cuộc sống, luôn trong tình trạng cảm thấy bất an và lo lắng, cuộc sống luôn buồn rầu, đặc biệt gia đạo dễ trở nên bất hòa, tình cảm vợ chồng không ổn định, dễ ra tòa ly hôn. Tiểu kết, nam mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978, có cát tinh chiếu mệnh, nên công danh sự nghiệp có sự mở mang, phát triển thuận lợi. Trong năm bản mệnh, cầu danh được danh, cầu tài được tài, cũng được quý nhân tương trợ. Tuy nhiên, trong công việc cần cẩn thận với giấy tờ, sổ sách, làm ăn chân chính, phương diện sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi hạn thiên tinh. Cần được chú ý, chăm sóc nhiều hơn, nên có chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý bản mệnh Mậu Ngọ nhé. Thứ 4. Vận niên năm 2025 của tuổi Mậu Ngọ, nam mạng. Những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vào năm 2025 gặp vận niên hổ nhập nội. Hổ nhập nội nghĩa là cọp về đồng bằng, sa mạc,
không có mồi để ăn. Trong năm nay, bản mệnh kinh doanh thương mại, kinh doanh lúc đầu khó khăn, vất vả, nhưng nếu kiên trì và theo đuổi tới cùng, thì sẽ thu về nhiều thành tựu đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trong năm này, bản mệnh không nên đắc mạo, nên khiêm nhường vị tha và làm phúc giúp người khác, như vậy sẽ gia tăng thêm cát khí ở các phương diện khác trong cuộc sống nhà mình. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Mậu Ngọ, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Mậu Ngọ cần tránh các năm tam tai là Thân, Dậu, Tuất. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Có thể mở mang thêm công việc làm ăn, hứa hẹn nhiều thành công mới. Kim Lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ 1978, Mậu Ngọ là 48 tuổi, tuổi Mụ, sẽ phạm Kim Lâu thuê. Nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới vợ hoặc chồng. Nếu gia chủ là người độc thân, quá vợ, chồng thì không sợ Kim Lâu thê. Hoàng Ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Mậu Ngọ phạm tuổi Lục Hoàng Ốc. Phạm Hoàng Ốc, Lục Hoàng Ốc, có câu Lục Ốc tạo ra bất khả thành, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Năm nay nam mệnh Mậu Ngọ phạm Lục Hoàng Ốc, đây là một cung xấu, xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Thái Tuế năm 2025. Mậu Ngọ 1978, năm Ất Tỵ 2025, sẽ không phạm Thái Tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm Ất Tỵ 2025 là trạch bại. Trạch bại là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch bại là xấu, bởi vậy gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2025. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1978 gặp trạch bại không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Tiêu kết, công việc năm nay của nam mệnh tuổi Mậu Ngọ có những bước tiến đáng kể. Nếu cố gắng quyết tâm thì dù gặp khó khăn cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Tuy nhiên, đương số phạm cả Hoang Ốc và Kim Lâu nên không thích hợp để đứng ra tiến hành các việc lớn trong nhà như lo liệu cưới hỏi cho con cái hoặc xây sửa nhà cửa. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Mậu Ngọ, nam mạng. Bước sang năm 2025, vận trình của Mậu Ngọ có nhiều khởi sắc, một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có chính quan hỗ trợ. Công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Tài lộc cũng thuận sự nghiệp mà gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau, chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Chuyện tình cảm cũng được thuận lợi, có điều, sức khỏe giảm sút hơn hẳn, hao tốn tiền bạc cho phương diện này. Về phương diện sự nghiệp, so với tử vi tuổi Mậu Ngọ, nam mạng, năm 2024, vận trình năm 2025 của bản mệnh Mậu Ngọ sôi động hơn nhiều, khởi sắc hơn, chứ không còn bình bình như trước. Vừa được ngũ hành tương sinh, vừa được cát tinh chiếu mệnh, giúp công việc làm ăn của bản mệnh Mậu Ngọ có sự mở mang và khởi sắc hơn. Trong năm cũng có dấu hiệu thay đổi về nơi làm ăn hoặc chỗ ở, dù chưa biết là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng đã đổi khác, chấm dứt chuỗi ngày bình bình, gây nhàm chán. Bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong năm 2025 có vận trình sự nghiệp có cả hung lẫn cát, nhưng cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Bản mệnh tuổi Mậu Ngọ với khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, bản mệnh càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển trong năm nay. Đặc biệt, trong năm nay, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp. Bản mệnh không ngừng phấn đấu, nỗ lực, chỉ cần quyết tâm thì khó khăn nào cũng vượt qua, khúc mắc nào cũng được giải quyết, bản mệnh cũng sẽ có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp trong năm này, mặc dù khởi sự ban đầu có gặp chút khó khăn, nhưng tới đâu cũng có quý nhân phù trợ, vì thế mà đi tới kết quả cuối cùng là cát lợi.
Nếu bản mệnh khởi nghiệp về kinh doanh, buôn bán, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm này, chậm nhưng chắc chắn, sẽ mang lại hiệu quả cao cho bản mệnh. Tuy nhiên, đối với các bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong năm này cũng gặp không ít áp lực do hung tinh thiên khốc quấy phá. Sự ràng buộc của hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực về tinh thần, tâm tính bất an hay cãi vã, xích mích, kiện tụng, thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng có thể dẫn tới tù tội. Một điều đáng lưu ý là trong năm bản mệnh tuổi Mậu Ngọ đang bị sao thủy diệu chiếu mệnh, việc kinh doanh buôn bán nên biết kiêng kỵ sông nước, đường thủy sẽ tốt hơn. Nói chung, sự nghiệp của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong năm này cũng đã tạo dựng được thành tựu nhất định, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra, công việc có được sự bình ổn, làm đến đâu hưởng đến đó. Nếu muốn có được sự đột phá, thì bản mệnh phải quyết tâm, nỗ lực hơn gấp nhiều lần, đức năng thắng số, kiên trì thì sớm muộn gì cũng đến đích. Đặc biệt, trong năm 2025, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Mậu Ngọ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần Ngọ Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho bản mệnh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Về phương diện tài lộc, xem tử vi trong năm Ất Tỵ, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong năm 2025 thấy rõ, tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc. Năm nay là khởi điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hồn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được thủy diệu cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về buôn bán và đất đai, điền sản nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn. Năm 2025, đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ, cần xác định bản thân phải cố gắng để đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp, công việc, điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh được khởi sắc. Tài lộc của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy nên bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định. Thậm chí bản mệnh có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ lãnh đạo công ty. Năm này, nguồn thu nhập của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ vẫn chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều. Những người làm kinh doanh, buôn bán nên cải thiện bản thân, chịu khó đổi mới trong năm nay, mở rộng thị trường và phấn đấu để tăng thu nhập tổng thể. Điều này sẽ giúp cho bản mệnh có một năm tài lộc thu về đáng kể. Chớ nên tham lam, mạo hiểm đầu tư tiền bạc ở các lĩnh vực mình chưa hiểu biết nhiều, tránh tình trạng tiền bạc đội nón ra đi. Trong năm này bản mệnh tuổi Mậu Ngọ, dù kiếm được khá nhiều tiền bạc, nhưng vẫn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và chi tiêu cho những việc phát sinh khác. Bản mệnh cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát. Ở độ tuổi trung niên, bản mệnh nên biết ổn định sẽ tốt hơn, cần tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Khoảng thời gian đầu năm dễ hao tốn tiền của do sự ảnh hưởng của hung tinh, nhưng cuối năm làm ăn được thuận lợi hơn, tài lộc được cải thiện đáng kể. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Dưới tác động của cách cục bán hung bán cát, chuyện tình cảm gia đạo của người tuổi Mậu Ngọ nam mệnh cũng có nhiều khúc quanh trong năm 2025. Năm vừa có Hồng Loan chủ đào hoa tinh chiếu mệnh, lại thêm quả tú khắc chế đào hoa, báo hiệu chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh, nhất là nam giới. Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ, mở rộng quan hệ xã giao, có nhiều cuộc gặp gỡ chất lượng, có thể nảy sinh tình cảm tốt đẹp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có quả tú hung tinh, đại diện cho những áp lực cuộc sống hay cảm xúc xáo trộn bên trong ngăn cản, tuổi Mậu Ngọ nam mệnh vẫn có xu hướng khép mình, tập trung nhiều cho sự nghiệp hay gia đình hơn là chuyện tình cảm cá nhân, vì thế mà tự nảy sinh mâu thuẫn, có thể lỡ dở hạnh phúc trong tầm tay. Các anh tuổi Mậu Ngọ cũng cần quan tâm hơn đến nửa kia, cân bằng cảm xúc, chia sẻ gánh nặng kinh tế trong gia đình. Có như vậy mới ít phát sinh mâu thuẫn, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang, phá hoại hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe. Sức khỏe trong năm Ất Tỵ của tuổi Mậu Ngọ không có gì đáng lo ngại, bệnh nghiêm trọng không mắc, nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên, có bệnh thì có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc mà không nguy hại gì. Dưới tác động của kiếp sát hung tinh, đương số cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, cần chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước vào các tháng cuối năm. Xem tử vi Mậu Ngọ năm 2025, về mặt sức khỏe, khi có ấn tinh tại mệnh,
thì lưu ý các bệnh do quá nhiều dinh dưỡng mà thành, ví dụ như béo phì, tiểu đường. Có thể thấy người tuổi Mậu Ngọ cũng đã 48 tuổi theo lịch âm, muốn sức khỏe ổn định thì nên tránh suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng cần thư thái, không được để căng thẳng dài lâu. Đồ ăn thì ăn nhiều đồ có tính dương để cải thiện sức khỏe nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nam mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978. Hóa giải sao thủy Diệu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, thủy Diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nam mệnh có ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, nam Mậu Ngọ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy Diệu chiếu. Bản mệnh nên mang theo mình hoặc vật phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói, ngoài ra phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2025 đơn giản, hiệu quả nhất. Nếu duy tâm, bạn sẽ hiểu những hạn xấu trong cuộc đời con người là không thể tránh. Tuy nhiên, lạc quan một chút, nhìn theo hướng tích cực một chút thì chưa hẳn những điều xui xẻo xảy ra trong cuộc đời là không tốt. Nó có thể giúp mệnh chủ trưởng thành hơn, trở thành cây đại thụ mà không một sóng gió nào có thể quật ngã. Điều này là đúng hay sai còn phụ thuộc vào ý chí kiên cường ở mỗi con người. Mặc dù vậy, không ai mong muốn trong cuộc đời mình gặp quá nhiều sóng gió. Để hạn chế phần nào đó sự ảnh hưởng tiêu cực của hạn thiên tinh, các bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây. Về sức khỏe, tất cả những người gặp hạn thiên tinh cũng cần chú ý đặc biệt đến sức khỏe của mình, hãy dành thêm thời gian chăm sóc bản thân. Chú ý đến chế độ ăn uống, học tập, làm việc và luyện tập thể dục thể thao, sao cho thật khoa học. Nên chọn thực phẩm nạp vào cơ thể hơn, tránh xa các đồ đông lạnh, đồ ăn nhanh, đồ nhiều dầu mỡ. Về kiện cáo, có thể xảy đến do công việc làm ăn bất chính hoặc bị kẻ xấu bày mưu tính kế hãm hại. Vì thế, cần cẩn thận và biết tính toán, tránh xa các sai phạm liên quan đến pháp luật, không nên tin lời người khác mà làm việc phạm pháp. Bình tĩnh và nhẫn nhịn để tránh xảy ra tranh chấp cũng là cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2025. Ngoài ra, hãy tu tâm dưỡng tính, quan tâm hơn đến những người xung quanh, làm nhiều việc thiện, tránh xa việc ác để có được phúc báo tốt lành. Vâng thưa quý vị, theo truyền thống lâu đời của người Việt, việc chọn tuổi xông nhà vào ngày đầu năm mới là phong tục không thể thiếu để cầu tài lộc, may mắn. Điều quan trọng nhất là người đến xông nhà phải hợp tuổi với gia chủ và có tính cách hiền lành, tử tế. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Mậu Ngọ. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006 tốt, Bính Thìn 1976 tốt, Bính Tuất 1946 tốt, Tân Mùi 1991 tốt, Tân Sửu 1961 tốt, Tân Mùi 1931 tốt, Quý Mùi 2003 tốt, Đinh Sửu 1997 tốt, Đinh Tỵ 1977 tốt, Quý Sửu 1973 tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932 không tốt, Giáp Tý 1984 không tốt, Nhâm Thân 1992 không tốt, Giáp Thân 1944 không tốt, Giáp Ngọ 1954 không tốt, Giáp Thân 2004 không tốt, Giáp Ngọ 2014 không tốt, Tân Hợi 1971 không tốt, Ất Hợi 1935 không tốt, Mậu Tý 1948 không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân
15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 đến 19 giờ, giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch cho bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm Ất Tỵ 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của những người tuổi Mậu Ngọ tương đối cao trong tháng này. Bất kể đối với bản mệnh làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn, vận trình tài lộc tương đối lạc quan. Tháng này là tháng đầu năm mới, được tam hợp trợ mệnh, tuổi Mậu Ngọ có nhiều khởi sắc rõ rệt hơn hẳn so với tháng trước kia, bạn có sự đồng hành từ quý nhân. Mọi việc trở nên suôn sẻ nhẹ nhàng hơn, tranh thủ thời điểm này, bạn có thể lên những dự định kế hoạch cho chặng đường sắp tới của mình. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân. Bản mệnh nên chú ý hơn về chế độ ăn uống, hạn chế rượu bia, các bệnh về dạ dày, đường ruột có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 2 âm lịch, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ dễ gặp rắc rối trong quan hệ giữa các cá nhân, nên cẩn thận hơn trong việc hòa hợp với sếp và đồng nghiệp. Khi sức mạnh của hàm chi tiếp tục ảnh hưởng làm cho tình yêu, hôn nhân có nhiều dấu hiệu không tốt, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn khiến cho không khí gia đình nặng nề, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới con cái của mình. Ngoài ra, về phương diện tình cảm không tốt lắm, gia đình có sự bất hòa, xích mích. Bản mệnh nên biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nên lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia, điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ có phần bình ổn, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Mọi việc trở nên suôn sẻ nhẹ nhàng hơn khi bạn lập ra cho mình những kế hoạch và thực hiện theo nó, và bản mệnh Mậu Ngọ tranh thủ thời điểm này. Bạn có thể xúc tiến các kế hoạch quan trọng, cơ hội thăng tiến cũng sẽ mở ra với những người vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ. Tháng này cũng nhắc nhở bản mệnh tuổi Mậu Ngọ chú ý các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa, dạ dày, dị ứng. Sức khỏe cần quan tâm kịp thời để tránh hệ lụy về sau. Bệnh chỉ sự đau yếu, bệnh tật, cho thấy bản mệnh đang cảm thấy buồn rầu vì bệnh tật. Bạn cần suy nghĩ lạc quan nên mới tìm ra được cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 4 âm lịch, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ đang có điềm báo, việc kinh doanh buôn bán nên cẩn thận không nên đi bằng đường sông, đường thủy, kẻo lại gặp họa do thủy diệu tinh quân gây ra. Trong tháng này, do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Sức khỏe kém làm cho bản mệnh tuổi Mậu Ngọ dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc và tài vận của có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Sang tháng 5 âm lịch, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ có vận trình không mấy khả quan, tháng có thái tuế án ngữ, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút. Đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Trong tháng này, không tốt cho các mối quan hệ xã giao hay ký kết hợp đồng quan trọng, dễ xảy ra những điều không như ý, gây xích mích, tranh cãi, thậm chí là kiện cáo, liên quan tới pháp luật. Sức khỏe không tốt, bản mệnh cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 6 âm lịch, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ có được sự trợ giúp của các tinh thanh long, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài lộc tương đối tốt. Dù là vận khí tốt nhưng chưa thực sự ổn định, vẫn cần chi tiêu tiết kiệm, tránh lãng phí. Đối với những người kinh doanh buôn bán rất dễ phát đạt, dù có bận rộn nhưng bản mệnh tương đối hài lòng với nguồn thu hàng ngày của mình. Những người làm công ăn lương có một tháng suôn sẻ, công việc trôi chảy, cấp trên tin tưởng, cấp dưới nể trọng, tài lộc ổn định. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên đến những nơi sông nước, những nơi có nhiều âm khí, kẻo gặp họa khó lường nguy hiểm đến bản thân.
Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng cô hồn, vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp, nên chuẩn bị từ nhiều góc độ và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc, không nên tiến hành các việc lớn lao rất dễ thất bại. Công việc kinh doanh buôn bán chậm chạp, từ đó cũng ảnh hưởng đến nguồn thu tài lộc không tốt. Về phương diện tình cảm trong tháng này của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ cũng cần chú ý, tránh chút giận lên nửa kia, lắng nghe và chia sẻ để cả hai tìm cách giải quyết những khúc mắc đang tồn tại giữa hai người. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong tháng này đang có điềm báo, công việc có thể sẽ gặp phải chút rắc rối, khối lượng công việc tăng cao, đồng thời phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc, điều này làm cho bản mệnh có cảm giác khó chịu. Ngoài ra, tháng này dễ xảy ra xung đột lợi ích với người khác, đối phương có khả năng là người thân hoặc bạn bè, cho nên bản mệnh trong tháng này cần đặc biệt chú ý, kiềm chế về cảm xúc, cần phải xử lý đúng mực, tránh làm ảnh hưởng xấu đến vận trình tổng thể cả năm. Ngoài ra bản mệnh cũng nên chú ý về thân thể, dễ gặp tai nạn xe cộ, té ngã. Đừng lái xe khi đang say rượu hoặc khi đang mệt mỏi. Khi ngồi trên xe, hãy thắt dây an toàn và hạn chế nói chuyện với tài xế. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 9 âm lịch, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Thần tài tọa mệnh, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tháng này. Được tam hợp trợ mệnh, với những thử thách trong công việc được cấp trên giao phó, bản mệnh đã thể hiện rất tốt cả về chuyên môn, lẫn kinh nghiệm trong xử lý công việc, cấp trên đã mở ra nhiều cơ hội để cho bản mệnh có thể gia tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, mặc dù tài lộc tháng này tương đối tốt, nhưng bản mệnh cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không cũng rất dễ hao tài. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Về vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong tháng 10 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, vì thế công việc cũng tương đối dễ dàng, bản mệnh có nhiều thời gian hơn để chăm chút bản thân và đồng hành cùng gia đình. Tình cảm trong tháng này rất tốt, các cát tinh thiên hỷ, thiên phúc, hồng loan cùng xuất hiện, thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Nhiều bản mệnh còn độc thân, có cơ hội gặp được một nửa của mình, đào hoa khởi vượng, bản mệnh cũng nên biết nắm bắt cơ hội để thoát kiếp độc thân. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút, nhưng lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao không ngừng đầy lên. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tài lộc của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ đang có điềm báo sẽ sa sút trong tháng này. Tháng này bản mệnh đang bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số người có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Việc này cũng đòi hỏi bản mệnh phải chi tiêu khá nhiều, vì thế mà có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay chi phí trong tháng này. Tài chính suy giảm cũng có thể là vì bạn thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc, trong cuộc sống, nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn cần phải sử dụng tiền bạc. Vận khí chưa ổn định, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ nên biết cách sử dụng tài chính hợp lý, thời điểm này không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, bản mệnh nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Khác hẳn so với tháng trước, vận trình tháng chạp của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ có nhiều khởi sắc, khối lượng công việc của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong tháng này tăng lên đáng kể. Dù gặp không ít áp lực, nhưng mọi công việc đều có dấu hiệu tích cực, lạc quan, cho kết quả tốt, bản mệnh có thể yên tâm hơn. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, bản mệnh cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính của mình. Tuy vậy, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ nên chú ý khi mua sắm đồ Tết, không nên quá xa hoa, lãng phí, cần phải có kế hoạch quản lý về tài chính hợp lý hơn, nếu không có thể làm suy yếu tài vận của bản thân. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình,
cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.